Nhan sắc nữ giám thị kỳ thi trung học phổ thông quốc gia gây bão mạng xã hội. Xuất hiện tại cụm thi trung học phổ thông quốc gia tại trường trung học phổ thông Thanh Chương, Nghệ An, nữ giám thị Lê Hà Phương đã gây chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ. Sáng 25 tháng 6, gần 900.000 sĩ tử trên khắp cả nước đã bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với môn thi đầu tiên là môn ngữ văn. Bên cạnh những tin tức liên quan đến đề thi, đáp án các môn thi, hình ảnh một nữ giám thị xinh đẹp tại cụm thi trường trung học phổ thông Thanh Chương cũng được nhiều người chú ý. Ngay sau khi hình ảnh được một trang fanpage Nghệ An đăng tải, cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra danh tính của nữ giám thị xinh đẹp. Theo đó, nữ giám thị có tên là Lê Hà Phương, sinh năm 1988 tại Nghệ An. Cô hiện đang là giảng viên ngành báo chí truyền thông tại Đại học Vinh, đồng thời đang là biên tập viên truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cô từng là học sinh trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, đây vốn là ngôi trường nổi tiếng với thành tích dạy và học. Sau khi tốt nghiệp trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Hà Phương theo học ngành báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và tiếp tục học thạc sĩ báo chí tại Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Không chỉ sở hữu thành tích khủng, Hà Phương còn có ngoại hình xinh đẹp quyến rũ. Trang cá nhân của Hà Phương cũng nhận được nhiều tương tác và có tới 9.000 lượt theo dõi. Hiện tại cô đã lập gia đình và làm mẹ của hai bé gái sinh đôi. Tuy vậy Hà Phương vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, thon gọn. Đặc biệt cô cũng từng gây chú ý khi lọt top 10 cuộc thi Người mẫu quý bà Việt Nam 2018 và giành giải Người đẹp ăn ảnh. Hồi còn đi học cô cũng đạt giải nhất Hoa khôi báo chí năm 2008 và có nhiều tài năng như hát, dẫn chương trình. Theo LC từ laodong.vn, Độc Lạ TV tổng hợp và đưa tin.